Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ông Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận đến thăm chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đại diện Hội Doanh nhân trẻ báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy về tình hình hoạt động của hội trong thời gian qua. Theo đó, mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng đa số doanh nghiệp hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và tiếp tục ổn định việc sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện và an sinh xã hội, chung sức vì cộng đồng như giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, vùng bị thiên tai lũ lụt, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn. Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của Hội Doanh nhân trẻ, đồng thời mong muốn các doanh nhân trẻ tiếp tục nỗ lực vươn lên phát triển bền vững, tạo thêm nhiều lợi nhuận, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số và có nhiều sáng kiến kế hoạch phù hợp trong sản xuất kinh doanh, nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm mới Nhâm Dần 2022.